hắn nhíu mày nhăn mặt mà hử lạnh. Lơ ti sơ lại đưa ra một đồng xu. Đây là đồng tiền mới chúng ta, đồng coi. Theo giá thị trường lúc này là, một đồng coi ăn khoảng 50 genia phải không nhỉ? Ơ ờ, gen nói vào, đúng vậy. Đó là tỷ giá sáng nay. Tên ác ma Berlin lại gào lên, đôi vợ chồng chỉ giỏi chém gió. Điên thật rồi. Có một bát thịt hầm mà giá cắt cổ thế ác. Thì làm ăn bao lâu rồi, tỷ giá phải tăng lên chứ? Hắn lấy ra một cái túi và bảo, không thể tin được, ta phải kiểm tra lại. Lơ ti thầm thắt mắt, ủa, cái túi đó giống với túi hôm con heo dùng thì phải. Cái túi trong nhỏ bé như thế đấy, mà tên đó có thể lôi ra một cái cân, quả là quá bất ngờ đi. Lơ ti sơ hỏi nhỏ ơ Zen, cái túi đó là thế nào? Sao túi nhỏ mà chứa được đồ lớn vậy nhỉ? Ơ Zen cho biết, giới ác ma gọi nó là túi nhà kho. Chúng sử dụng ma thuật qua chiếc túi này để đến một không gian khác. Chiếc túi như một nhà kho di động vậy, nó có thể chứa được vô số đồ, không giới hạn. Nghe nói qua túi nhà kho, chúng còn vận chuyển được cả đồ đạc, hàng hóa. Lơ ti sơ liền trầm tư, nếu vậy thì túi của con heo dùng cũng có khả năng y hệt nhỉ. Giống như cuốn sổ ngân hàng vậy. Lúc này tên đại ác ma Berlin mới nói, đây là chiếc cân do ta sáng chế. Bất cứ vật gì đặt lên đây đều thể hiện đúng giá trị của nó. Ergen hỏi, này, đồ này ngươi chế ra để đi lừa đảo phải không? Hắn nghe vậy lại chỉ vào lơ ti sơ mà gào lên. Này chị bí ngô, chị ra tém tém anh nhà lại dùng tôi cái. Bí ngô sao, tên gọi này làm lơ ti sơ cười nghiêng ngả một phen. Chịu đựng thì cũng có giới hạn thôi chứ, đúng không? đừng có động đến niềm đam mê tiền chân chính của ta. Nào, đưa đồng tiền của ngươi đây, để ta thử cân xem. Đây là 50 genia. Đếm tiền chuẩn thật đấy. Nếu đồng tiền này thực sự có giá như vậy, nó sẽ thể hiện trên cân. sơ lập tức đưa cho hắn một đồng. Hắn bảo là coi hay là thứ quái đản gì chăng nữa, chỉ cần tầm 10 genia trở lên là thừa sức cân thôi. Hắn bỏ đồng xu lên cái cạch thì ngờ vực bảo, ơ, cân vẫn đang lệch dần. Giây lát sau hắn sửng sốt mà giật nảy người. Trời đất ơi! Không thể nào như vậy được. Rốt cuộc giá trị của nó là bao nhiêu đây? Gì thế này? Sao con số cứ nhảy vọt lên thế? Giá trị cân bằng, một coi bằng 50 genia. Ô oh hô, oh, tin sao nổi đây trời? Tại sao? Lơ ti sơ hỏi khi nãy chúng ta đã nói chuyện ở đâu, ngươi nhớ không? Ở nhà hàng, chỗ mấy con mèo tập trung ăn uống đó. Vài ngày trước, bọn ta đã phát hành đồng tiền coi này. Và kể từ hôm đó trở đi, những loại tiền khác mà yêu quái tự tạo ra đều không được chấp nhận ở đây. Đồng coi có cả ngày ra đời cơ đấy. Chật, dù sao lượng coi cũng có giới hạn thôi. Tất cả đều ở ngay phía trước đây, để xem ác ma tiền tệ Berlin quan tâm đến đồng coi này thế nào. Hắn ta vẫn với vẻ mặt không ngờ tới. Nhờ sự xuất hiện của ngươi mà giá cả đang tăng lên vùn vụt đấy. Vậy chỉ trong phút chốc, giá đã vọt lên gấp 10 lần sao? Đại ác ma Berlin, ngươi nghĩ sao về chuyện tiếp quản hoạt động kinh doanh ở đây? Nhiều khách ngoài kia đang sợ không được ăn món thịt hầm lắm đấy. Bắt đầu chiến thuật đưa đẩy nhé." ti sơ vừa cười vừa nói, "Chỉ giao dịch với một đồng coi mà giá trị đã tăng lên chóng mặt." thật không hổ danh là đại ác ma Berlin. Khoan, thế là chỉ từ đồng coi này. Ta đã biến 50 Genia thành 500 Genia sao? Hay ho đó. Lơ ti sơ bảo nhưng nếu đổi sang tiền Genia thì sẽ mất chút hoa hồng chuyển đổi đó. Chúng tôi cũng phải kiếm ăn chứ. Hắn chỉ tay vào lơ ti sơ mà hét lên. Suýt thì chúng kế. Ta biết ngay mà, rõ ràng là các ngươi có âm mưu. Các ngươi tính đòi số tiền hoa hồng khổng lồ. Ơ liền tiếng lên nói. Phí chuyển đổi là một coi ứng với 5 pin. Hợp đồng chuyển đổi ta đã soạn sẵn đây rồi, hắn lại một phen sừng sốt mà thốt lên. Hả, 100 pi lai bằng một genia. Gì chứ, ta không có tiền lẻ như vậy đâu. Bỏ nội dung về phí chuyển đổi đi. Rồi hắn nhanh tay dứt khoát mà ký vào bản hợp đồng. Đợi chút, để ta mang tiền ra. Nói xong hắn thầm tính nhẩm trong bụng. Chắc chắn cái cân không nói dối mình. Đơn giản là vì mình quan tâm đến đồng tiền đó, nên giá cả mới tăng lên nhanh chóng như vậy sao? Có đúng không ta? Từ 50 genia thành 500 genia. Tỷ giá tăng đến mức không tin chỉ sau vài ngày. À không chỉ sau có mấy phút thôi chứ, sao có thể leo thang kinh khủng vậy nhỉ? Tạo ra đồng tiền mới dễ dàng thế sao? Nếu mình cũng tự tạo ra tiền thì, mà không phải, dựa trên lượng cung và cầu. Chính đồng coi sẽ quyết định giá của món thịt hầm, nhìn hệt như nồi cháo heo kia. Bằng cách chiếm được công thức nấu thịt hầm, hoặc hay hơn là dùng coi để mua bán thứ hàng khác. Mình có thể kiếm được bội tiền. Muốn làm được điều đó, mình phải thâu tóm được đồng coi. Sau đó hắn mang ra một bịch nặng tịch. Trừ 5 pin phí chuyển đổi, từ một coi bằng 500 genia thành một coi bằng 499 Genia 95 pin. Lotiser nói thế nào? Ngươi thấy hứng thú với đồng tiền của chúng ta rồi phải không? Hắn hư một cái rồi lại trầm tư, muốn thâu tóm được đồng coi. Trước tiên mình phải giả đó mua khế bán tranh, không quan tâm gì đến đồng tiền đó, và đợi khi tỷ giá giảm, mình sẽ ra tay. Đến lúc giá giảm siêu thấp, mình sẽ mua hết tiền coi về. Nghĩ rồi tên đại ác ma Berlin hất mặt mà bảo, không, Lotiser nói thầm trong bụng, quả nhiên, hắn lại bắt đầu trở mặt. Tên đó bảo hình như chồng cô dễ nổi nóng lắm thì phải. Đương nhiên là vậy rồi. Cha mẹ ngày ấy đã bị quân ác ma hại chết. Nếu ta không ở đây thì chắc ngươi đã. Nói đến đây tên ác mà ngắt lời. Vì có một đối tượng đẹp như ta xuất hiện nên hắn mới ghen tuông như vậy chứ. Lơ sơ thốt lên, ghen sao? Rồi thầm nói hắn lại muốn bày trò gì đây? Ô ô, sao ta phải nói dối làm gì chứ? Nhưng, cô hỏi, là thật á? Tò mò lắm hả? Ta cho ngươi biết nhé. Suy nghĩ nội tâm. Của gen. Không hề khó chút nào đâu. Ngươi chỉ cần. Giao cho ta một thứ nho nhỏ thôi ngươi chỉ cần cùng ta thực hiện một dao kèo nho nhỏ thôi là được. Lơ ti sơ trầm ngâm, suy nghĩ nội tâm của Ergen. Rồi cô nhớ lại bản ly hôn lần trước Ergen đưa cho cô. Tên ác ma lại hối thúc. Thế nào? Ta giúp người biết nhé. Lơ ti sơ mặc dù rất muốn biết. Nhưng cô bảo dù có biết mọi thứ cũng không thay đổi được gì. Tên đại ác ma nghĩ có vẻ không dụ được rồi. Thế rồi hắn quay phát mặt đi, cũng phải. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi thì cần gì hiểu suy nghĩ của nhau chứ. Ngươi nói gì? Hắn ta đọc được suy nghĩ của Ergen thật sao? hắn lại nói chắc nịch, cô nhận được giấy ly hôn rồi phải không? Thế cô tưởng ta nói dối cô chắc. Ly hôn xong, cô sẽ bị đẩy vào thế đơn độc, thân cô thế cô. Cô nên chuẩn bị tinh thần từ giờ đi chứ. Đúng vậy, nếu ly hôn thì, mình sẽ phải rời xa Eren, ba bà lão, và tất cả mọi người trong lâu đài nữa. Mình sẽ lại đơn độc như hồi đó sao? Sau một hồi tính toán, thì Eren cũng cầm hóa đơn đi đến và đập vào bản mặt đại ác ma Berlin. Đồng thời quay sang Lơ Ti sơ bảo, xin phu nhân đừng nhìn, hại mắt lắm đấy tên đại ác ma tức giận hét lên. Hai vợ chồng các ngươi khiến ta bực bội đủ thứ mà. Nhưng có điều này ngươi biết không? Đã kết giao với ác ma, thì không có chuyện rũ bỏ dễ dàng đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại đấy. Lãnh chúa Hanstead, dù ở lăng mộ tổ tiên ngươi, hay ở cạnh phu nhân ngươi, bất cứ nơi nào đôi mắt ngươi hướng đến. Chưa kịp nói xong. Ơ vung một cú đấm thì sau đó không thấy tên đại ác ma đâu. Lơ ti sơ thầm ngạc nhiên, hắn biến mất rồi. Suýt chút nữa mình đã bị lời lẽ đường mật của hắn mê hoặc sau này phải cẩn thận hơn mới được. Kết thúc một ngày hoạt động của nhà hàng, những gì tên Berliner đó nói cứ văng văng bên tai mình. Cô ôm đầu thầm gào lên, tỉnh lại ngay lơ ti sơ. Tất cả đều là mánh khóe của hắn thôi. Con heo thấy vậy liền thì thầm, cô ơi. Lơ ti sơ quay lại thì con heo cúi đầu, hê hê, cô vẫn khỏe chứ. Cô ngạc nhiên bảo, con heo này cũng biết phép lịch sự đó. Ngươi không đến cùng Berlin sao? Trời ạ, à, tôi lén đến đây, ngài Berlin làm sao biết được? Vậy có chuyện gì? thực ra tôi rất thích ăn món thịt hầm nhưng bản thân tôi đã có giao ước với ác ma berlin nên tôi không được giữ hợp đồng trong tay vậy là ngươi muốn mua coi vâng lơ sơ lập tức lấy ra cuốn sổ mà xem xét để xem nào hiện giờ đồng coi chưa được berlin quan tâm nên giá có rớt xuống chút ta sẽ xem lại tỷ giá cuối ngày hôm nay con heo phấn khích hai mắt sáng long lanh đáp lia lịa vâng vâng chỉ cần một coi là được đây nhưng giờ nhà hàng đóng cửa rồi ngày mai ngươi quay lại nhé vâng chào cô tôi về đây Lúc này Ezen đi đến hỏi có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ. Giờ làm sao đây? Không hề, em thấy thành quả lớn đó chứ. Hắn đang ngày càng lún sâu vào bẫy của chúng ta rồi. Sau đó con heo đến đưa đồng coi cho tên đại ác ma Berlin. Thưa ngài, đây là đồng coi mà ngài cần ạ. Sao ngươi đi lâu vậy? Ngươi không vào được bên trong à? À, tại tôi bị mất chiếc túi nên Cái gì? Sao lại thế? Ngươi đúng thật là luộm thuộm. Hừm, để xem nào. 340 genia. Quả nhiên mình bán lại là giá giảm xuống ngay chắc phải chờ thêm vài ngày nữa cho giá giảm thêm mới được cứ tiếp tục theo dõi vậy vài ngày sau tên berlin chằm chằm không rời khỏi cái cân mà hét lớn một chút nữa giảm nữa đi một nghìn bốn tại sao tại sao lại không giảm giá vừa giảm một chút lại tăng lên vù vù vừa giảm được ít đã tăng lên chóng mặt hắn sửng cổ lên mà hét. cái cân này bị điên rồi phải không con heo đứng kế bên mà không khỏi lo lắng ngài berlin ngài nhìn chằm chằm vào cân mấy hôm liền rồi ngài berlin ngài thử ra ngoài hít thở khí trời hay đi gặp người, à không, gặp mấy ác ma khác cho tinh thần thoải mái ạ. Tôi thực sự thấy lo lắm. Berlin lại bảo nhưng trong lúc ta đi mà coi giảm giá thì làm thế nào? Con heo cho rằng có vẻ tỷ giá coi không giảm thêm nữa đâu ạ. Giờ ngài cứ mua đi thôi. Berlin chỉ vào con số 1004 mà gào lên. Ta không thể mua với cái giá trên trời thế kia được. Giờ những ác ma khác cũng đang đầu tư vào coi rồi đó ngài. Việc kinh doanh của nhà hàng đó cũng ngày càng phát đạt hơn. Con heo nói nhiều quá nên Berlin chói hắn lại luôn với hai con mắt mở không tự nhiên bởi gắng gượng, Berlin cứ làm nhảm. Genia, Genia, thêm chút nữa. Genia, Genia. Đến khi nó tăng lên 1.300 thì hắn cầm một bao lớn tiền mà vọt lẹ. Giờ phải đi mua ngay thôi. Bỏ lại con heo bị trói mà khóc ra tiếng hức hức. Tại lâu đài Hanstead, Ergen thì thầm, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Mọi người đã nắm rõ cả chưa? Ta trông cậy vào tất cả đấy. Sao chúng ta lại phải ngồi co do thế này? Nhưng lãnh chua à, liệu mấy kẻ đó có mắc bẫy không? Ergen cho rằng ác ma khác thì ta không rõ, nhưng là Berlin thì chắc chắn hắn sẽ trúng bẫy luôn. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng. Vậy còn phu nhân thì? Sao? Không phải hai người phải luôn ở cạnh nhau sao? À, chuyện đó thì... Ergen nhớ lại, chỉ một giờ thôi mà, Ergen. Xin người đấy, chỉ một giờ đồng hồ thôi, cho ta ở một mình trong phòng nhé. Lúc này hắn chợt bối rối mà ừ, ừ. Dù sao cả ngày ta cũng ở cạnh nàng rồi, chỉ một tiếng thôi chắc vẫn ổn. Tại phòng riêng của phòng riêng của Lơ Ti -sơ cô lục lọi tung cả lên một lúc, sau đó thầm thốt lên. Không có luôn. Nghe Eugen kể về túi nhà kho, mình nhớ là đã để giấy ly hôn vào đó rồi, giờ định lấy ra mà. Ủa, lơ ti sơ chui luôn vào cái túi. Cô sửng sốt, trong túi nhà kho rộng thanh thang. Đến mức cô kinh ngạc hét lên, đây là đâu vậy trời. Sau một lúc tìm kiếm thì lơ ti sơ cũng chịu chui ra khỏi chiếc túi nhà kho. Cô chán nản mà than phiền, tìm thế nào cũng không ra. Không biết nó biến đi đâu rồi nữa. Nhưng tại sao, lòng mình tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ. Bất ngờ có tiếng gọi từ bên ngoài, phu nhân. Cô luống cuống bảo, vâng, ngài vào đi. Eugen bước vào hỏi nàng sao vậy? Lơ ti sơ không đáp mà hỏi lại, có việc gì đó ạ? Vì là nàng nói cần ở một mình mà. Thực ra cũng không phải việc gì quá cần thiết đâu nhỉ. Là tại ta phải không? Có phải gần đây ta làm phiền nàng nhiều lắm đúng không? Lơ ti sơ thầm suy tư, phải chăng Eugen cũng sợ mình phải cô đơn sao? Lơ liền bảo, ngài đang nói gì vậy? ta thích ở cạnh ngài hơn ở một mình nhiều chứ. Nói dứt câu lơ ti sơ giật mình tỉnh táo, thôi xong, mình vừa nói gì thế này. Còn gen thì lấy tay che miệng cùng với khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hết cả lên, trông cu rè mai que quá chừng. Được vài giây gen lấy mặt nạ mà ụp lên mặt, ơ, ờ, tự nhiên ta thấy mặt lạnh quá. Trong bụng gen nói thầm, lý do thật ngớ ngẩn, nhưng may ra vẫn còn có mặt nạ để che. Còn lơ ti sơ thì vội quay đi tìm cớ mà giọt lẹ, để em, ta đi lấy nước cho ngài. Đúng lúc căng thẳng ngượng ngùng thì bà lão vào thông báo, phu nhân. Nhà hàng vừa mở cửa, tên Berlin đã đến đòi mua hết số coi rồi ạ. Lơ ti sơ thẩm kêu lên, sập bẫy rồi. Sau đó tại nhà hàng tân thế giới, Berlin cười sảng khoái ha ha ha, hãy mang hết số coi mà ngươi có ra đây cho ta. Đúng lúc Ergen cùng Lơ ti sơ từ trong bước ra, Lơ ti sơ nói hôm nay không bán hàng được rồi. Đám yêu quái kia liền buồn chồn mà nói nhỏ, họ bảo ác ma Berlin đã mua hết coi đấy. Vậy là từ giờ chúng ta không được ăn thịt hầm nữa sao? Lơ ti sơ tiếng lại tên Berlin hỏi, ngươi sẽ mua hết coi à? hắn ôm một bao tiền mà khoái chí đáp, phải, toàn bộ số coi mà ngươi có. Con heo cũng chạy đến mà gọi lớn, ngài Belelan. lan. À heo, ngươi đến đúng lúc lắm. Xử lý hợp đồng mua bán coi cho ta đi. Số tiền này sẽ giao cho phu nhân Hansted. Thưa ngài Berlin, theo hợp đồng này, ngài sẽ phải dốc hết số genia có trong kho thì may ra mới đủ đó ạ. Số tiền lớn như vậy trong tích tắc đội nón ra đi. Lơ ti sơ hối thúc, không biết hợp đồng đã ký xong chưa? Cứ trần trừ rồi đồng coi lên giá thì ta e là, lại tốn thêm genia của các ngươi thôi. Hư, thôi được rồi. Phu nhân có túi nhà kho không nhỉ? Lơ ti sơ hồ hởi liền đáp, ta có chứ. Ơ ờ, nghe vậy thì tròn mắt thầm tự hỏi, nàng có hả? Con heo đáp, vâng, vậy thì may quá. Chúng ta vào văn phòng hoàn thiện thủ tục nhé. Tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ chuyển tiền rồi. Phu nhân lấy chiếc cúc ở túi nhà kho đóng vào đây là được. Cúc à, cái này phải không? Lơ ti sơ từ từ ấn xuống chỗ con heo yêu cầu. Vâng, thủ tục xong rồi đó ạ. Eugen và sơ cầm cái túi nhà kho phát ra tiếng reng reng mà hết sức chăm chú. Bỗng cả hai giật mình vì lời thắc mắc của con heo. Con dấu này mình thấy ở đâu rồi mà quen thế nhỉ? Con heo lập tức quay lại hỏi phu nhân. Cái túi đó? À, ngươi cũng tình mặt đấy. Trời ơi, phu nhân! Cô có biết tôi tìm cái túi đó vất vả thế nào không? Berlin Linh ôm cái túi bảo bối chưa coi mà bảo, sao cứ phải túi với tùng thế? Cùng lắm ta làm cho ngươi cái khác chứ gì? Sao ngài lại nỡ nói vậy? Bao công sức gom góp của tôi bấy lâu nay đều dồn vào đây, lơ ti sơ lôi ra một cuốn sách từ trong túi tuyển tập chân giò tuyệt đẹp là thứ này sao a à, a à, cầu xin phu nhân hãy trả lại nó cho tôi đi đó là cuốn sách tôi đã cống hiến cả cuộc đời này mới có được mà nói xuông mà được chắc lơ ti sơ tiến tới mà bún tay bảo măn phu nhân thật đáng sợ ngài bé lan tôi tôi muốn ừ sao hai du thế bao nhiêu người chủ như ta đây thật có lòng hảo tâm mà nhưng ngài cũng hết tiền rồi mà khi nãy chúng ta đã vét cạn túi rồi ta biết ta biết để ta bán tạm mấy đồng coi rồi cho ngươi vay tóm lại là cần bao nhiêu ti sơ tươi cười bảo giờ muốn đổi tiền thì phát sinh chút vấn đề này lại gì nữa bà lão liền đưa tay về phía bảng tin phí đổi tiền đổi một coi phí đổi một nghìn genia berlin nghe mà sửng sốt phí đổi tăng đột ngột thế ta không hề biết ti sơ bảo chỉ tăng lên có xíu thôi à cái gì ngươi bảo giờ ta phải làm gì không thể chấp nhận được giảm phí ngay đi thế mới nói đại ác ma berlin ngươi ký vào rồi thì phải đọc kỹ hợp đồng chứ để trong trường hợp phí chuyển đổi có bất ngờ tăng thì cũng đừng nói câu không thể, không thể như vậy được." Hắn gầm gừ mà hét lên, "Thôi xong, rắc rối to. Lũ danh con sắc láo này, giảm phí chuyển đổi ngay cho ta." Ergen lập tức lao đến bên Lertiser đồng thời rút thanh kiếm sáng chói ra chắn phía trước Lertiser. "Các ngươi dám tấn công ta?" Dứt lời Berlin gào thét dữ dội, âm thanh của hắn phát ra như muốn xé toang con người ta ra nhiều mảnh. rèn vội choàng lấy Lertiser. Sau một lúc Nelin mừ mịt lào đảo mà cố gắng hỏi, "Tại sao?" Lơ ti sơ đáp, chính miệng người đã nói ra còn gì. Với ác ma, bản hợp đồng vô cùng quan trọng. Đây là nguyên tắc tuyệt đối, đúng chứ? Berlin chỉ biết đứng như thất thần mà nhìn Leticia nói tiếp. Do nhiều khách phản nản giá thịt hầm cao quá, nên ta đang định điều chỉnh giảm xuống. Giảm sốc một suất thịt hầm bằng một genia. Berlin tiếp tục gắng sức mà gào lên. Không, không được. Vậy thì đồng coi tụt giá mất à? Lừa đảo. Vợ chồng các người là một phường lừa đảo. Xảo quyệt không khác gì ác ma. Leticia nở nụ cười đắt chí. Muốn trị ác ma thì phải làm theo kiểu của ác ma chứ. Trời đất thiên địa quý thần ơi. Tiền của đại ác ma Belinda. Tất cả. Tất cả đều về tay người ư. Không. Không thể nào. Ngài Belelan. Giờ chúng ta thành ăn xin rồi sao? Ăn xin cái gì mà ăn xin? Ai làm ăn xin chứ? Không phải lo. Chúng ta vẫn còn coi mà. Bất ngờ cánh cửa mở ra cái rầm. Xin khoang đã. Luôn làm việc. Với tôn chỉ lợi ích của tất cả ác ma trên thế giới này được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đến từ tổ chức tài chính địa ngục niềm tin. Berlin ngơ ngác, ơ, ờ, có cả thứ này nữa. Bọn họ nói tiếp, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ thị trường mua bán của giới ác ma. Nhận được tin khách hàng lớn của chúng tôi là ngài Berlin đây gặp phải rắc rối, chúng tôi liền tới đây ngay. Berlin chạy vội đến mà hớn hở nói, đúng, đúng vậy. Tổ chức của các ông cung cấp những dịch vụ nào dành cho ác ma? Đúng là phí giao dịch tăng không thể chấp nhận được. Dám đối xử vậy với đại ác ma của chúng ta sao? Chỉ cần hoàn thiện một số giấy tờ đơn giản, ngài có thể mượn khoản tiền mặt được đảm bảo bằng số vốn ngài đang nắm giữ việc ngài quyết định mua đồng coi khi đồng này đang trong thời kỳ tăng trưởng cao là một lựa chọn hết sức đúng đắn tuy nhiên ngài cũng cần phải nghĩ đến những khoản tiền dự phòng cho sinh hoạt sau này cũng như những người đang sống phụ thuộc vào ngài chứ hu hu các người sẽ cứu chúng tôi sao ông ta nói tiếp tỷ giá coi sẽ quay đầu tăng trở lại ngài cứ thoải mái dùng dịch vụ bên chúng tôi sau này trả lại bằng tiền ngài kiếm là được ạ berlin phấn khích mà cười phá lên ha ha lũ người nhỏ nhen kia các ngươi nghe rõ chứ tinh thần đoàn kết trong giới ác ma đang được thể hiện sâu sắc đấy. Con heo lúc này vẫn khóc sướt mướt, ngài Berlin, còn túi nhà kho của tôi nữa. Thôi đi, ta không thừa tiền dâng cho lũ độc ác đó đâu. Đi về, ta làm cho ngươi cái khác. Ngài Berlin, hu hu, ta bảo ngươi cứ kệ đó đi. Coi sẽ lại tăng giá thôi. Về nhà thôi. Hai người nọ nhìn Berlin rời đi mà trầm tư. Chẳng có gì đáng để học hỏi cả. Ergen bảo, cảm ơn nhé, hai người làm tốt lắm. Rồi hỏi Lơ Ti Sơ, vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây? Loti sơ bảo tên Berlin đã lấy cả lâu đài thủy tinh và những món đồ, trong đó làm vật đảm bảo để mượn tiền. Vậy chẳng mấy chốc mà chiếc túi nhạc của hắn lại đầy âm um ấp. Chúng ta giả danh chủ nợ và cho hắn vay tiền. Nhưng chẳng phải số tiền đó là tiền của Hansted sao? Chúng ta phải giành lại số tiền xương máu đó chứ. Cả lâu đài và toàn bộ tài sản của tên Berlin nữa. Đêm hôm đó, tại lâu đài Hansted, Eugen ngồi suy tính. Giờ mọi việc cũng hòm hòm cả rồi. Mình phải viết thư hồi đáp đã. Nhưng sao nhiều thư thế này nhỉ? bá tước Mon Andret, hầu tước Ca Oan. Có cả thư từ công tước Bo So nữa sao? Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Lơ Sơ đang ngủ trên giường thì lăn qua Lý Nhí, cả nhà tên Berlin nữa. Ơ ờ, nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, sau đó mở tờ giấy ra mà chăm chú. Sáng hôm sau, tại lâu đài Hanstead, Lơ Sơ thức dậy vươn vai thì Ơ ờ, hỏi, nàng dậy rồi đó à? Cô ngạc nhiên, Ơ ờ, Ơ ờ, ngài đã thức giấc rồi sao? Sao không gọi ta? Nhìn nàng ngon giấc nên ta để nàng ngủ thôi chợt có tiếng nói bên ngoại vọng vào, mời hai người ra dùng bữa sáng. sơ nhìn Eren chằm chằm mà nghĩ thầm, nhưng sao Eren lại đeo mặt nạ? Đêm hôm trước, Eren đọc được các lá thư với những nội dung sau. Lãnh chúa Eren thân mến, ta nghe nói ngài đang làm các thủ tục ly hôn. Nếu có dịp ta rất mong được diện kiến lãnh chúa phu nhân. Gửi lãnh chúa, phía luật sư ly hôn có thông tin lại rằng, ngài đang chuẩn bị các thủ tục để kết thúc hôn ước. Sau khi mọi việc xong xuôi, nếu có ý định tái hôn, ngài có muốn cùng ái nữ nhà tôi qua lại chuyện trò tìm hiểu không? Nghe nói ngài chuẩn bị ly hôn nên tôi viết thư này. Ta sở hữu nhiều tài sản đất đai nhưng hiện giờ vẫn còn lẻ bóng. Dù đã lớn tuổi, nhưng ta vẫn mong có thể cùng người vun đắp mối nhân duyên tốt đẹp này. Ergen vò lấy lá thư rồi quay sang nhìn Lơ Ti Sơ ngủ yên giấc trên giường. Ergen gục đầu bên ngọn đèn mà thầm lo lắng. Giờ phải làm sao, mình vẫn nghĩ những điều mình đang làm là đúng. Hai, lý trí mách bảo mình như vậy. Nhưng sao trái tim này lại đau đớn như đang bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh bất giác ơ tuôn rơi những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu anh nhìn chiếc mặt nạ mà bảo phải dùng mặt nạ mới được không được phép yếu đuối thêm nữa không rung động thêm nữa trở lại với bữa sáng ơ hỏi lơ ti sơ bước tiếp theo nàng định làm gì sự lên xuống thất thường của đồng coi đang đẩy tên berlin vào trạng thái hoang mang cực độ chúng ta cần phải nhắm vào sơ hở đó lúc này ở chỗ berlin đại ác ma berlin có nhà không vậy berlin mở cửa ra với khuôn mặt thiếu ngủ mà ngõ nghiêng hỏi chuyện gì thế cũng như lần trước đầu tiên phải hành xử giống như nhân viên của tổ chức uy tín nào đó hai người bọn họ nói chúng tôi đến từ tổ chức đảm bảo an toàn tài chính cho ác ma nhưng phải đặc biệt chú ý đến tính chính xác của thông tin như vậy mới tạo được niềm tin từ hắn chúng tôi kiểm tra thấy có giao dịch qua lại với số tiền lớn từ hai túi nhà kho được lập dưới danh nghĩa ngài berlin đây gần đây ngài có giao dịch nào như vậy không berlin thầm cảm thán đúng là đẳng cấp thật đấy rồi hắn nói ta có mua bán chút tiền ảo tiếp đến phải nêu ra những điểm đáng ngờ trong giao dịch của hắn bọn họ hỏi nhưng tại sao tiền lại chuyển từ túi nhà kho của ngài sang túi của thuộc hạ ngài vậy vì túi nhà kho của thuộc hạ ta đã bị cô ả à đó lấy trộm người cho là bên ban tổ chức kêu to không thể sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ chuyện này thực sự nghiêm trọng đó thưa ngài berlin tiếp tục khiến hắn hoang mang cực độ hắn nói giờ túi nhà kho của ngài đang đối mặt với nguy cơ cực kỳ lớn đó berlin gào lên như muốn nổ tung lỗ tai người nghe các ngươi nói gì chúng tôi phát hiện có kẻ đang lợi dụng kẽ hở liên kết ở túi nhà kho của thuộc hạ ngài và rất có thể hắn đã xâm nhập vào túi nhà kho của ngài nữa và khi đó sẽ dễ dàng bày ra cái cớ gì chứ không thể nào con người làm gì có gan đó hắn lại nói chắc ngài chưa từng gặp kẻ nào như vậy đúng không berlin bất ngờ sửng sốt hoang mang như mũi tên đâm vào lồng ngực tiếp tục làm cho tên đại ác ma mất tự chủ dần dần tin và nghe theo chúng ta khi bất an hắn sẽ vô cùng căng thẳng và chúng ta chỉ cần làm hai việc nữa người bên tổ chức lại nói chúng tôi chưa từng làm việc này bao giờ cả nhưng đứng trước khó khăn của ngài berlin đây chúng tôi không thể không giúp nhắm mắt làm ngơ được phải để hắn cảm thấy như đang được nhận lòng tốt berlin nghe vậy thì gật gù giúp ta đi giúp ta đi tiếp tục cho hắn cảm giác an tâm hiện giờ túi nhà kho của ngài đang có nguy cơ dò gì thông tin rất cao nên ngài hãy gửi tiền tiết kiệm vào loại túi đặc biệt do tổ chức chúng tôi phát hành sau khi ngài giao túi nhà kho của ngài cho chúng tôi chúng tôi đảm bảo sẽ đưa túi vào khu vực an toàn còn đây là chiếc túi mới nó có chức năng liên kết với túi nhà kho của ngài ta hiểu rồi berlin đổi lấy cái túi của bọn họ Hắn cầm đưa lên trước mặt mà tròn mắt ồ lên trông đen xì xì thế này. Hai người kia lại nói từ giờ sinh ngày hãy an tâm tổ chức đảm bảo an toàn tín dụng sẽ bảo vệ tiền của ngài. Berlin vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt mà bảo cảm ơn nhé. Đúng lúc con heo ra hỏi ai vừa đến đây vậy ngài Berlin. A heo đây rồi người nghe ta nói này giờ ta mới biết phúc lợi của giới ác ma cũng tốt ra trò đấy. Họ nói sẽ bảo vệ tài sản cho ta. Con heo tối sầm mặt mày vậy là ngài đã giao túi của ngài cho bọn họ sao? phải phải còn đây là túi mới tiền và tài sản của ta còn nguyên trong này này nguyên si và cực kỳ an toàn con heo tự dùng tay vả vào mặt mình mà hết sức sững sờ rồi heo giận dữ mà hét lên ngài berlin ngài lại bị lừa rồi lúc này bên ngoài lại văng lên đại ác ma berlin có đó không bọn họ hiên ngang nói lớn chúng tôi đến từ tổ chức tài chính địa ngục đây tổ chức tài chính địa ngục sao lại hao hao lũ người hansted bà casaro bấc cộp cộp đến thì berlin hoảng hốt lùi lại và hét lên gì thế đừng có lại gần ta người đeo mắt kính đen với vẻ mặt hung tợn mà cầm tờ giấy màu đỏ giơ lên sau đó lập tức dán vào một cái bình lớn berlin nghi hoặc hỏi thứ này là gì tịch biên sao lúc này tên đeo kính đen mới rõng giặt nói lớn xét thấy ngài đã mất khả năng hoàn trả món nợ với chúng tôi căn cứ vào hợp đồng đã ký chúng tôi sẽ tịch biên toàn bộ tài sản và lâu đài của ngài berlin run rẩy mà hỏi trong sự kinh ngạc cái gì sau khi bọn họ rời đi berlin ngồi sụp xuống mà hét lên a a không không được Đồ đạc của ta, tài sản của ta. Đúng lúc này có tiếng bước chân tiến đến kèm với giọng nói. Hình như chiến thắng đã thuộc về ta rồi thì phải. Be Linh ngạc nhiên ngước lên nhìn về hướng phát ra giọng nói. Không ai khác, đó là Eren cùng với Lertiser. Be Linh tức đến run giọng mà gằn, "Ngươi, ngươi dám?" Rồi hắn gầm lên, "Dám động vào tiền của đại ác ma Be Linh ta đây sao?" Với cơn thịnh nộ đó hắn đã biến thành một con ác ma thực thụ mà giống lên. "Ngươi dám?" Con ác ma phóng cái mặt to tướng dữ tợn đến trước Lertiser mà gầm gừ. Lơ Ti Sơ đứng sừng sững mà cao giọng. Ngươi hãy nhớ cho kỹ bản giao ước của ta với ngươi. Trong đó ghi rõ, ngươi không có quyền lấy lại tiền, cũng không được phép hãm hại ta. Rồi cô giơ tờ giấy màu đỏ lên. Và còn, dứt lời cô dán lên đầu con heo. Theo hợp đồng ngươi đã ký với tổ chức tài chính địa ngục, khi tài sản của ngươi bị tịch biên, toàn bộ người và yêu trong lâu đài kim cương này đều thuộc về quyền sở hữu của bên tài chính. Berlin trong hình dạng con quái thú mà kinh ngạc, cái gì? Cùng lúc đó bà Casaro dán những tờ giấy màu đỏ lên người những cô hầu ở đây. Lập tức những vòng khóa trên cổ các cô gái đấy được tháo ra. Với sự kinh ngạc của bọn họ. Ờ, mình nói được rồi này. Một con heo cũng thốt lên, ôn rồi, ổn rồi. Berlin hét lên, con danh con láo sợ kia. Nhanh như chớp ơ gen rút kiếm ra đâm xuyên qua miệng con quái thú đến tóe cả máu. Con quái thú gầm lên cùng tiếng gầm. a ơ gen ôm lấy lơ ti sơ, xin nàng hãy cẩn thận. Bấy lâu nay, vì thực hiện kế hoạch mà ta đã cố chịu đựng sự ngông cuồng của hắn, nhưng tình thế khi nãy buộc ta phải hành động. Berlin hét lên, việc ký kết hợp đồng là đúng. Nhưng hợp đồng không có nội dung nào về việc các ngươi cấp túi nhà kho của ta cả. Quân lừa đảo, ta sẽ báo sự việc này cho tòa án ác ma tối cao xử lý. Không lẽ ngài, ngài Berlin, con quái thú vẫn hàm sầm hung tợn mà cào cấu tạo ra những luồng sáng u ám. Hãy gặp nhau dưới địa ngục đi. Đột nhiên quang cảnh xung quanh trở nên âm u đến kinh người. Berlin tức đến hóa cười. Ha <laughs> ha, đây là tòa án ác ma tối cao. Các ngươi hãy chờ chết đi. Bất ngờ ngài thẩm phán lên tiếng. Lottie Gray Hansted, đồng cai quản lãnh địa Hansted. cô hãy trả lời cho rõ những nội dung sau đây là đúng hay không. Lottie ôm chặt lấy con heo mà cứng cả họng. Ngài thẩm phán nói tiếp, cô đã hạ bệ hệ thống tiền tệ có sẵn, tự tạo ra một loại tiền ảo và gây cho đại ác ma Berlin lầm tưởng rằng đồng tiền mới đó sẽ chiếm thế độc quyền, chi phối thị trường. Cô khiến cho Berlin dốc toàn bộ tài sản để đầu tư vào đồng tiền mới đó, có đúng không? Lơ sơ tự trấn an, phải bình tĩnh, đừng run sợ. Rồi cô dõng dạc đáp. Đúng. Thẩm phán hỏi tiếp, Berlin vừa đầu tư tiền vào, cô liền ngụy tạo tỷ giá giả, bất ngờ tăng phí giao dịch không báo trước. Cô bày trò chủ nợ, và vẽ ra những tổ chức tín dụng giả để lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tiền, tài sản của Berlin, đúng không? Lơ sơ vẫn dõng dạc đáp, đúng. Cô muốn nói hay giải thích thêm điều gì không? Lơ sơ đáp, tất cả những hợp đồng đó đều do Berlin trực tiếp ký tên vào. Dù là ác ma nào đi chăng nữa, cũng không thể làm trái hay phá bỏ nội dung hợp đồng đã ký kết, không phải sao? Berlin liền biện minh, cô ta nói dối đó, thưa các ngài. Cả bản hợp đồng cô ta bày ra cũng là trò lừa đảo. Những hành động của cô bị khép vào tội lừa đảo tinh vi, dùng thủ đoạn độc ác để đối phó với ma quỷ. Bản quan ta không thể làm ngơ trước hành vi tàn nhẫn cực độ của một con người như vậy được. Phán quyết sẽ do thẩm phán công bố. Loti sơ sững sờ không nói nên lời. Trái với cô, Berlin hiện giờ rất phấn khích mà nhìn cô cười đầy vẻ thích thú bất ngờ ngài thẩm phán bảo cô quả thực xuất chúng đó và cười lên ha ha đầy bí ẩn làm nụ cười trên gương mặt Berlin lên tan biến thẩm phán lại nói sao cô có thể thủ đoạn đến nhường ấy chứ chúng ta rất ấn tượng với những gì cô đã gây ra cho cậu berlin lúc này berlin gắt gỏng hét lên ngài thẩm phán chuyện này là thế nào vậy ngài thẩm phán giờ ngài đang khen con bé ngông cuồng đó sao ngài thẩm phán gầm lên tên ngu ngốc kia ngươi im miệng ngay cho ta ác ma chỉ thích cái ác thôi điều hiển nhiên đó mà ngươi cũng quên sao berlin chi thức lừa đảo, nghệ thuật phản bội. Ngài thẩm phán đập cái búa xuống cái đục, tuyên bố bác bỏ đơn tố cáo của Berlin. Đồng thời kể từ giờ phút này, tước toàn bộ tước vị của Berlin trong giới ác ma. Lập tức một vùng sáng chói mắt vụt lên xung quanh Berlin. Hắn gào lên, sao, sao cơ? Lập tức hắn chới với rồi biến mất. Ngài thẩm phán nói với Lertisơ, cô rất có tố chất của ác ma đó cô gái. Âm mưu hãm hại Berlin của cô mạnh hơn bất kỳ kẻ nào khác. Khi trở thành ác ma, sẽ không còn điều gì làm cô phải sợ hãi nữa. Ông nói sao? Vậy thì, chiến đấu mạnh mẽ nhé. Lập tức Lơ cùng Ergen thoát khỏi tòa án ác ma tối cao, mà trở lại một cách yên bình. Mọi chuyện kết thúc rồi à? Chúng ta chúng ta thắng rồi đúng không? Bà Casaro kinh ngạc bảo phu nhân. Người nhìn kìa. Chào ôi, đá quý. Lơ cũng ngạc nhiên hết sức. Ủa, sao túi nặng vậy? Ergen hỏi có chuyện gì thế nàng? Lơ không đáp vì vô vùng sửng sốt, cô chố mắt nhìn vào cái túi. Một lúc sau khi định thần, Lơ cho biết toàn bộ đá quý của lâu đài đều ở trong túi này hết đến cả số tiền kinh doanh ở cung điện thủy tinh cũng có trong này. Nghe vậy thì tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Một cô gái lúc này bèn cất tiếng nói. Lâu đài này vốn có tên là Serenas. Ác ma Berlin đã lừa chủ lâu đài ký hợp đồng với hắn, rồi cướp luôn cả lâu đài. Đến những người sống ở đây cũng bị hắn mê hoặc, khống chế. Thành quả đó đã giúp hắn có được tước vị đại ác ma. Kể từ đó về sau, nơi này được đổi tên là cung điện thủy tinh. ti sơ nghe vậy thì gật gù, à, cô ta nói tiếp giờ giao ước với tên ác ma đó đã bị xóa bỏ không chỉ bản thân chúng tôi là những người làm ở đây mà cả gia đình họ hàng của chúng tôi cũng được cứu giúp thực sự rất cảm ơn cô cảm ơn cô đã giải thoát cho linh hồn của chúng tôi lơ ti sơ thẩm nghĩ bụng mình mình đã giải thoát cho linh hồn của họ ư lơ ti sơ muốn nói gì đó thì cô gái đó nói tiếp thực ra thể lực của chúng tôi đã tiêu tan từ lâu rồi bao nhiêu năm tháng bị giam cầm trong lâu đài này mà nhưng từ giờ chúng tôi đã có thể đoàn tụ với gia đình cảm ơn phu nhân cảm ơn phu nhân Cảm ơn. Thực sự cảm ơn. Sau đó việc lơ ti sơ đoạt hết gia sản của Berlin đã đến tai mọi người. Này, nghe gì chưa? Sao sao? Gia tộc Hanstedt giờ đã trở thành gia tộc siêu giàu rồi đấy. Ôi, làm thế nào mà được vậy? Họ đã đánh bại được tên đại ác ma. Nghe nói dạo này phúc lợi ở lãnh địa Hanstedt tốt lắm phải không? Hả? Hanstedt một thời nghèo rất đó á. À? Ở đấy lãnh chúa cung cấp sinh hoạt phí cho người dân, cho trẻ con tiền đóng học, rồi cả chi phí khám chữa bệnh cũng được hỗ trợ luôn hay chúng ta chuyển đến lãnh địa đó sống nhỉ? Cục cưng của ta, tình yêu của ta. Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã muốn giúp ngươi về thế nào, ngươi biết không hả? Loti sơ hỏi bà Casaro, bà dùng tiền thưởng mua gì thế? Tôi hả? Thuyền, thuyền bườm. Ước mơ của tôi là sau khi nghỉ hưu sẽ mua thuyền buồm mà. Loti sơ thầm thán phục, các bà ơi, ở tuổi này nhưng vẫn có ước mơ hoài bão. Thật ngầu quá trời đất. Còn bà Alexa, bà không mua gì sao? Tôi, tôi chưa cần mua. Lúc này Eugen đi đến rụt rè hỏi, bà Alexa, thực ra, à, ta có thứ này. Chuyện gì vậy lãnh chúa? Ergen đưa ra một chiếc nhẫn khiến bà Alexa có vẻ ngạc nhiên. Lãnh chúa sao ngài lại có thứ này? Ergen nói hồi lâu đài chúng ta còn túng thiếu, bà đã bán nó đi để giúp đỡ ta mà. Ta đã rất muốn tìm lại cho bà món đồ ý nghĩa này. Thời gian qua nó đã qua tay rất nhiều chủ nhân, và ta vẫn luôn theo sát hành trình của nó. Bà Alexa cầm chặt chiếc nhẫn vào lòng mà thốt lên, trời đất ơi, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ thấy lại được nó nữa. Cảm ơn lãnh chúa, cảm ơn phu nhân. Lơ ti sơ bảo ta mới là người cần nói lời cảm ơn chứ. Nhờ mọi người luôn tin tưởng và sát cánh bên ta, mà ta mới có thể thắng được tên Berlin trong thương vụ vừa rồi. Từ nay, vùng đất phương Bắc sẽ bình yên trở lại. Và còn một điều nữa. Đêm hôm đó, tại phòng Eren, nàng có chuyện gì muốn nói với ta vậy? Chuyện là, thực ra là, là chuyện giấy ly hôn đó. Em làm mất nó rồi. Xin lỗi ngài, Eugen. Eugen tỏ ra khá ngơ ngác và ngạc nhiên. Điều này khiến Lơ Ti Sơ có suy nghĩ. Chắc ngài ấy giận lắm nhỉ. Giấy tờ quan trọng thế mà mình lại. Nhưng thực ra Eren cũng hớn hở trong lòng. Cái miệng lấp ló sau bàn tay che lấy đã nở một nụ cười đầy hy vọng. Vậy thì, Eren mím miệng nói, giờ muốn làm giấy ly hôn mới lại phải gọi luật sư nữa. Lertiser cũng cho là vậy liền đáp lia lịa, "Vâng vâng. Thế là lại mất thêm thời gian nữa đúng không?" "Đúng vậy, biết làm sao được." Lertiser dạng rỡ nghĩ bụng, mình chẳng muốn nói chuyện ly hôn này thêm chút nào. Phải lái sang chuyện khác mới được. "À, muộn ghê rồi đó. Sắp đến 12 giờ đêm rồi kìa. Ngài cũng đi ngủ luôn thôi chứ?" nếu không có việc gì gấp thì để mai giải quyết tiếp ơ gen há hốc mồm mà lắp bắp hả phu phu nhân ngài hãy gọi là lơ ti sơ khi đó ngài cũng gọi vậy còn gì ơ gen mặt mày đỏ ửng mà đáp ơ ờ, vậy à ngài cứ gọi em vậy đi cô nghĩ dù sao thì sau này ly hôn rồi cái tên phu nhân cũng không còn hợp nữa hơn nữa gọi bằng tên vẫn dễ chịu hơn là gọi vợ cũ ơ gen ngại ngùng nói đêm nay nàng ở lại cùng ta thêm một chút nhé lơ ti sơ hét lên sao ạ rồi nội tâm dối bời mà nghĩ, đêm, đêm hôm thì làm gì? Mình vừa nghe thấy cái gì thế này? Nghĩ đến đó cô lắp bắp, ta ta, giờ mọi chuyện ổn rồi mà, chúng ta dùng riêng phòng thôi chứ. Không, không cần phải. Chưa kịp từ chối, thì đã đứng dậy đi đến mở cánh cửa tủ ra lấy thứ gì đó. Anh quay lại mỉm cười nhẹ nhàng nói, chắc công việc lu bu quá nên nàng quên mất rồi thì phải. Lơ ti sơ vẫn chưa hiểu mà đờ mặt ra hỏi, chuyện gì? Eugen đi đến khụy gối trước mặt Lơ ti sơ mà bày tỏ. Đây là những lời ta chưa thể nói ra suốt bấy lâu nay mỗi lần định nói là lại ngập ngừng bối rối. Ta muốn trực tiếp nói với nàng, ta nghĩ như vậy sẽ ý nghĩa hơn cả những món quà nữa. Ergen nói rồi mở cái hộp đang cầm trên tay ra. Là một mặt dây chuyển lấp lánh. Ta xin lỗi vì 7 năm qua, ta đã không chuẩn bị được cho nàng. Chúc mừng sinh nhật, phu nhân của ta. Việc này làm Lơ Ti Sơ khá bất ngờ vì Ergen trước giờ rất rụt rè và nhút nhát trong việc thổ lộ tình cảm. Kể về Ergen lúc 10 tuổi. Ergen ngồi soi mặt vào chậu nước mà dầu dĩ. Lại mưng mủ nữa rồi đang nhìn chằm chằm vào chậu nước thì tiếng mở cửa làm gen vô cùng sửng sốt. gen vội với lấy chiếc mặt mà mà mau chóng đeo vào. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi, gen. Vì đến quá đột ngột nên gen khá là bối rối, hích hích, tôi ổn. Han, tôi đã bảo cậu đừng có đùng đùng đi vào kiểu đó mà. Han xoa đầu lúng túng, xin lỗi, xin lỗi lần sau tôi nhớ gõ cửa được chưa? Tôi đọc hết cuốn sách hôm qua cậu cho tôi mượn rồi đó. Đọc cuốn quá luôn. gen ngạc nhiên mà thốt lên, hả, đã xong rồi á? đọc mà cảm giác hưng phấn chảy dần dần trong người luôn. Tôi nói có sai đâu, chuyện quá hay mà. Cậu thấy phần nào hay nhất? Cảnh lũ trẻ vây bắt rồng. Chuẩn, chuẩn, tôi cũng thích cảnh đó nhất. Ergen tò mò hỏi còn nhân vật cậu thích nhất là ai? Tôi đếm từ 1 đến 3, cả hai cùng nói nhé. Hàn ngớ người ấp úng đáp. Cậu hỏi gì mà hỏi khó vậy? Ergen này nỉ, cậu cứ nói đi. Cứ thế cả hai cùng đồng thanh. Billy Wally. Nói xong cả hai vùng vẫy mà gieo hò. Chúng ta đúng là bạn tốt. Hàn nắm chặt thanh kiếm gỗ trên tay. Chúng ta mau tập luyện nào. Phải chăm chỉ luyện tập mới trở nên khỏe mạnh được. Hả, tôi còn chưa ăn sáng mà. Một tiếng sau cả hai nằm xảy ra đất mà thở hổn hển. Mà ơ gen này, sao kiếm thuật của cậu tốt vậy? Ơ ờ, gen ngập ngừng chưa đáp thì Han ngồi bật dậy. Mà cũng đúng thôi, cậu có một người thầy xuất sắc dạy dỗ nên cái gì cậu cũng được học mà. Như tôi đây chỉ là con trai của người trông coi chuồng ngựa. Suốt ngày chỉ có mỗi việc canh ngựa với cho chúng ăn là hết. Tôi ghét cuộc sống tẻ nhạt của người trông coi ngựa. Hàn nắm chặt tay nói giọng đầy quyết tâm, phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Tôi sẽ trở thành dũng sĩ chiến đấu với quái vật, diệt trừ mọi trò yêu ma xảo trá. Kể cả đại ác ma tôi cũng sẽ đẩy lùi. Ơ gen nghe vậy thì lý nhí hỏi. Kể cả tôi, cậu cũng sẽ diệt trừ cả tôi sao? Làm gì có chuyện đó? Cậu làm sao mà tôi phải diệt trừ chứ? Ơ gen lắp bắp, nhưng tôi, tôi. Hàn dạng dỡ mà chen ngang nói đấy là cậu bị dính lời nguyền thôi, còn cậu sẽ là bạn, là người đồng hành với dũng sĩ nhé. Những kiểu nhân vật giữ vai trò như vậy thường được các bạn nữ thích lắm đó." Ozen ngờ vượt hỏi thật, "Thật vậy hả? Cứ thế cả hai người bạn bạc to nhỏ, nếu có một người giỏi phép thuật, kiểu như pháp sư thì tốt, đi vào giới hắc ám và làm chuyến phiêu lưu trong đó, tôi sẽ tiêu diệt hết lũ ác ma và giải lời nguyền cho cậu." Đêm hôm đó, Ozen nằm trên giường mà mơ màng nghĩ, "Bạn đồng hành cùng dũng sĩ, tôi sẽ tiêu diệt hết lũ ác ma và giải lời nguyền cho cậu." Ozen bất giác mỉm cười. Ngày hôm sau, sau bữa ăn, đó có phải là cuốn sách mới được xuất bản không cậu Oren? Vậy tối nay tôi sẽ đọc cho cậu nghe nhé. Không ạ, à, mai con và Han sẽ cùng đọc với nhau. Cậu có vẻ thích chuyện Elderberry lắm phải không? Con và Han muốn sau này, chúng con cũng như trong chuyện đó, sẽ đi phiêu lưu khắp nơi, diệt trừ quái vật, yêu ma. Trên hành trình của mình, chúng con sẽ kết giao thêm nhiều bằng hữu. Han cũng nói sẽ giúp con giải lời nguyền nữa đây ạ. À. Cậu ấy bảo những kiểu tính cách như con sẽ được nhiều người yêu mến. Một thanh niên u ám kiểu bí hiểm, gọi là người che giấu vẻ đẹp ư? nghĩa là gì nhỉ? Đúng theo truyền thống dòng tộc, con còn phải kết hôn nữa. Nhưng người như con đây thì có ai thèm lấy cơ chứ? Thế nên, con và Han sẽ đi chu du mạo hiểm. Chủ nhân, tôi có điều muốn nói. Chủ nhân đã có đối tượng kết hôn rồi. Ơ ờ, gen nghe như tiếng sét ngang tai mà đứng hình. Quay lại hiện tại. Lơ ti sơ sửng sốt thốt lên. Sao ạ? Chuyện đó. Là ta luôn đó hả? Bà Alexa nói chính chủ nhân đã khóc lóc ầm ĩ, Rồi còn nói sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với người sẽ kết hôn với chủ nhân mà. Giờ nghĩ lại vẫn buồn cười chảy nước mắt. Ozen ờ, đứng một góc nghe những lời kể về mình thì anh cứng cả họng. "Các bà dừng lại được không?" sơ hỏi còn anh bạn Han đó, giờ cậu ấy thế nào rồi ạ? À? Ba bà đều khựng lại. sơ thầm nghĩ, sao vậy? Sao không khí lại thành ra như thế này? Một lúc thì các bà mới nói, "Cậu Han, cậu ấy có tài năng thiên bẩm về chăm sóc ngựa, nên giờ đang trông nom đám ngựa của hoàng gia và sống vui vẻ hạnh phúc rồi." Đúng là nghề chọn người. sơ thầm hét, còn giấc mơ phiêu lưu mạo hiểm thì sao? Phải sống thực tế chứ. Sau đó lơ ti sơ hỏi Eugen Người bạn thân nhất của ngài lại sống ở tận thủ đô Chắc ngài thấy buồn và cô đơn lắm nhỉ Im lặng một hồi thì Eugen nói Không đâu Bên cạnh ta còn có bà Alexa, Bastian, Casaro mà Rồi những người trong lâu đài nữa Và hơn cả Từ giờ ta đã có phu nhân bên cạnh rồi Cả thành Hansted Vùng ven hẻo lánh nơi phương Bắc này cũng trở nên lớn mạnh thịnh vượng Tất cả là nhờ có phu nhân đây Thật vô cùng biết ơn nàng vì đã đến với Hansted Đến đêm hôm đó Lottie sơ nằm trên giường mà thẫn thờ, có gì đó rất chống Lơ ti sơ ước gì có thể ngủ cùng nhau dù là giường tầng đi chăng nữa. Lottie sơ mân mê mặt dây chuyền mà nghĩ cũng phải, bây giờ cũng không còn việc gì nguy hiểm nữa. Bất ngờ cô bật dậy, hả, nghĩ mới thấy, bây giờ mình đã là người trưởng thành rồi, nên việc ngủ chung phòng một cách tự nhiên có được không? Rồi tự nhiên khuôn mặt cô đỏ ửng cả lên, nếu không phải là giường hai tầng, Lottie sơ liền nghĩ đến viễn cảnh cả hai ngủ cùng một giường. Lúc ấy gen với khuôn mặt điển trai nằm kế bên nắm lấy tay cô mà thì thầm, nàng ngủ ngon không? Nghĩ đến đây mũi lơ ti sơ phụt ra hai dòng máu đỏ tươi. Có thầm nhủ, khó có thể bình tĩnh được. Bất ngờ cô thốt lên, hả? Mình chưa từng nhìn thấy những bức thư này bao giờ. Chúng được gửi tới lúc nào vậy? Thế rồi lơ ti sơ loạt soạt mở ra xem. Ngày hôm sau, bà Baschin gấp gáp vừa chạy vừa gọi lớn, lãnh chúa. Bây giờ ngài phải đến phòng khách ngay. Một lúc sau đó, gen đi đến phòng khách mà cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? giữ một đám đông gì rầm ồn ào hết cả lên, thì bà Alexa nói mọi người hãy quay trở về đi. Hôm nay phu nhân không được khỏe nên không thể tiếp đãi mọi người được. Vậy chúng tôi sẽ đợi đến sáng ngày mai. Đến một lúc nào đó sẽ khỏe lại thôi không phải sao? Oren bước lại gần tiếp tục hỏi có chuyện gì vậy? A, à, hóa ra là lãnh chúa của Hansted. Chúng tôi nghe nói có tin đồn rằng phu nhân đang làm thủ tục ly hôn. Nhưng sao thủ tục ly hôn lại diễn ra chậm như vậy chứ? Hãy thuê luật sư của tôi. Bên đó sẽ đẩy nhanh thủ tục ly hôn hơn. Eugen với giọng lạnh lùng bảo, mọi người hãy quay về đi. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác hết cả lên, hả? Có, có chuyện. Eugen như nổi cơn thịnh nộ, xung quay toát ra luồng khí u ám mà gằn từng chữ một, tất cả, hãy quay về đi. Mọi người đều mặt mày tái mét mà chuồn vội ngay thức khắc. Bà Alexa lúc này đâu nhức hết cả đầu mà hỏi. Ở đây có chuyện gì mà náo loạn như vậy? Eugen thì gấp gáp hỏi phu nhân có ổn không? Bà Alexa nói đó chỉ là một cái cớ để khiến họ quay trở về thôi ạ. Phu nhân vẫn rất khỏe mạnh. Cô ấy ở đâu vậy? có lẽ là ở khu vườn phía tây. Lúc này Lơ Ti Sơ đang ngồi chăm chú vào lá thư, rồi vương vai giải tỏa sự mệt mỏi. Tiếp đó Lơ Ti Sơ nắm chặt mảnh váy mà bảo, giống nhau hết, tất cả đều giống nhau. Họ lợi dụng mình, nếu vị trí của bản thân gặp bất lợi, họ sẽ gán cho mình là phù thủy và đưa đến ngôi đền. Lơ Ti Sơ hét lên, a à, giận quá đi, nơi mà mình có thể làm mọi thứ theo ý muốn. Chỉ có Hanstead thôi, và người chồng có thể ủng hộ và bảo vệ việc đó. Chỉ có Eugen, cầu hôn, rồi bảo mình ly hôn. Nhưng, phải làm thế nào đây? Không thể cứ mãi xóa bỏ, đốt cháy rồi giấu giếm đơn ly hôn mà Ergen viết được. Đang mãi trầm tư thì có tiếng gọi, phu nhân. Ergen bước đến thở phào, hóa ra phu nhân ở đây. Bất ngờ Ergen nhìn thấy những lá thư bị lơ ti sơ xé vụng dưới đất mà ngơ ngác. Lơ ti sơ vội bảo, cái này em đã xem qua hòm thư và thấy tên của mình. Xin, xin lỗi vì làm như vậy. Mình ghét việc phu nhân kết hôn với người khác. Mình muốn nói điều đó. Nhưng mỗi khi nàng ấy ở bên cạnh mình, phu nhân đã bị Berlin bắt cóc, luôn có nguy hiểm rình rập bên cạnh người. Nếu vậy thì, mình chỉ muốn, mình chỉ muốn nói cảm xúc dành cho người mà mình mới nhận ra. Nhưng có được không nhỉ? Có nên nói tình cảm của mình dành cho nàng ấy không? Ergen đưa tay lên nhẹ nhàng đặt vào má lơ sơ. Phu nhân, thực ra, bất ngờ đúng lúc này Berlin lại đột ngột xuất hiện mà nói to. Lơ sơ. Cả hai người đều hốt hoảng mà quay lại. Be, Berlin. Ergen cũng nhanh chóng mà rút thanh kiếm ra. Berlin hỏi thời gian qua có khỏe không? Phu nhân lơ sơ. Eugen lạnh lùng hỏi lại, ngươi đến đây có chuyện gì? Berlin đặt tay lên ngực mà nói, tôi có chuyện muốn cầu xin tha thiết, nên mới bỏ qua sự thất lễ mà hèn kém đứng trước mặt quý phu nhân như thế này. Eugen nói sự cầu xin của ác ma cũng không khác gì một thủ đoạn gian xảo cả. Berlin phẫn nộ mà hét lên, biến đi, tên quái vật này. Tôi đã nói rằng tôi có việc gặp phu nhân Lekitia rồi mà. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chỉ ngồi im quan sát phu nhân nói chuyện với loại người như ngươi sao? sơ đứng khoanh tay mà bênh vực. Hãy ăn nói cẩn thận với phu quân của ta. Ác ma hạ cấp Berlin. Rốt cuộc có chuyện gì? Berlin ngập ngừng. Tôi, tôi. gen nóng lòng thầm nghĩ. Tên này định nói gì vậy chứ? Không lẽ? Berlin ngập ngừng một lúc thì mới nói. Ta. gen thầm quát. Sao tên này dám? Bất ngờ Berlin dùng hết sự dũng cảm mà nói lớn. Xin hãy cho tôi làm quỷ phục dịch người. Nghe vậy cả Lothiser và Eugène đều sừng sốt mà hỏi lại. Quỷ phục dịch sao? Vâng. Quỷ phục dịch là nô lệ quỷ chỉ cần gọi thì quỷ phục dịch sẽ phục tùng theo mệnh lệnh. Nếu không cần thì có thể bỏ mặc 10 năm thậm chí là 100 năm, nếu xếp hạng thứ tự trong những loài ma quỷ. Là kẻ không ai có thể động vào được. Lơ ti sơ hỏi sao đột nhiên lại như vậy. Bè Linh đáp, ngay cả khi tôi là một đại ác ma, thì quý phu nhân đã nói rằng tôi xấu xí ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã bị tổn thương lòng tự trọng và bị tịch thu tất cả tài sản, bởi trí thông minh của phu nhân, thậm chí đến cả các ác ma khác, cũng đồng tình và người đã khiến tôi trở thành một ác ma hạ cấp như vậy lơ ti sơ nở nụ cười gượng gạo thầm bảo nói như vậy có hơi quá rồi berlin siết chặt nắm đấm tôi chỉ là một ác ma hào nhoáng tôi muốn kể thừa sự ác độc nằm trong vực thảm tối đen và chiến lược ác độc đó của lơ ti sơ lơ ti sơ thẳng thắng nói ta không muốn berlin liền gào lên sao 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 chứ bây giờ tôi chỉ là một ác ma hạ cấp thôi nhưng tôi vẫn có thể sử dụng được đấy lơ ti sơ bảo ta bây giờ không quan tâm đến những việc đó nữa chắc là do ta đã có quá nhiều tiền rồi chăng sao sao có thể nếu, nếu vậy thì tôi nên làm gì đây? Berlin nói với sự thành khẩn, tôi sẽ đáp ứng mọi lời sai khiến của cô. Cô đối xử với tôi một cách tùy tiện cũng được. Đánh đập chửi rồi điều khiển tôi một cách bạo lực cũng không sao. Thậm chí trói và nhốt tôi lại cũng được. Ergen liền nói, phu nhân, có vẻ như tên này có những sở thích rất kỳ lạ. Berlin tiếp tục ngập ngừng. Nếu, nếu như vậy thì, tôi sẽ cho cô biết vị trí artifact của thành Serenas. ti sơ nghe vậy thì nghĩ bụng. Nói mới thấy mình vẫn chưa tìm được artifact của Serena sở đâu. Berlin như nắm chắc được sự đồng tình mà vui vẻ hỏi, "Thế nào? Như thế này đã xứng đáng trở thành ma phục dịch." Nhưng đáng tiếc Lertiser lại bảo, "Biến đi. Dù ngươi có quyền năng thì cũng vô dụng thôi. Dù là quỷ phục dịch thì làm sao có thể hữu dụng chứ? Đại ác ma bị lừa đảo bởi loài người." Berlin nghiêng mặt mà nói, "Ngươi giống như ác ma vậy." Lertiser bảo rằng tất cả những người ở đây đều bị mất cha mẹ và những người thân yêu vào tay quỷ giữ. "Ngươi nghĩ ta sẽ giữ ngươi lại làm quỷ phục dịch sao? Không có mắt nhìn chút nào như vậy thì ai tuyển ngươi chứ?" Nếu ngươi muốn có được việc làm thì hãy học lại cho đàng hoàng từ những điều cơ bản. Berlin liền suy tư, cơ bản. Mình phải học lại cho đàng hoàng từ những điều cơ bản. Tì sơ lại nói ta đã nghe xong rồi ngươi mau biến đi. Berlin đáp, vâng. Rồi lập tức vù vù mà biến mất. Ergen nói sao lại náo loạn như vậy. Giật cả mình. Ta lại tưởng tên đó định nói chuyện khác. Lottie Sơ ngơ ngác hỏi, dạ. Chuyện khác sao? Cô nghĩ chuyện hắn muốn được làm quỷ phục dịch không phải là chuyện quá ngạc nhiên rồi sao? Chuyện gì vậy ạ? Eugen bỗng nhiên lùi lại vì phát hiện mình với Lơ Ti Sơ quá gần đi. Anh bối rối nói, à, chuyện, chuyện đó. Chắc, chắc là. Lơ Ti Sơ thấy Eugen mãi ấp à ấp úng thì cũng hối thúc hỏi, là gì? Eugen rung rẩy đáp, có, có muốn ăn kẹo không? May là trong túi mình có kẹo. Lơ Ti Sơ chợt reo lên, vào vào, em vừa bị thụt đường huyết, may quá. Sau đó, những người hầu vừa phơi đồ vừa tám chuyện, có người hỏi nghe chuyện đó chưa? Biết con suối nhỏ chứa đầy nước bẩn bên ngoài thành không? Vào một buổi sáng, nó sạch đến mức có thể giặt rũ được luôn. Có phải do ác ma tên là Ba Linh đúng không? Chắc là hắn phải tẩy rửa chăm chỉ lắm. Bà Alexa cũng nói với Lơ Ti Sơ. Tên Ba Linh có vẻ như mỗi đêm hắn đều đi tuần tra trong làng, đi bắt những tên trộm cướp và trông chừng những người say xỉn. Bất ngờ có tiếng nói lớn gấp gáp vang lên. Phu nhân, dãy núi phía nam có hỏa hoạn. Lơ Ti Sơ hoảng hốt một lúc và sau đó cùng ơ gen tức tốc đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Vừa ra đến thì Ba Linh hớn hở nói. Phu nhân Lơ tôi đã dập hết lửa rồi. Rốt cuộc sao ngươi lại làm như vậy chứ? Ngươi ăn nhầm cái gì sao? Không phải phu nhân đã nói rồi sao? Tôi phải điều chỉnh lại từ những thứ cơ bản. Tôi đã đi hỏi con người xem thứ được gọi là cơ bản là gì. Sau khi miệt mài nghiên cứu thì kết quả, thứ được con người gọi là cơ bản là những hành vi đúng đắn và hành động nhân từ. Tôi đã đưa ra kết luận là đầu tiên phải làm việc tốt đã. ti sơ hỏi việc đó không phải là hành động quá mâu thuẫn với ác ma sao? Cô thầm nghĩ, do tâm trạng sao? Sao Berlin lại như thế này chứ? Berlin lại tươi cười cho rằng, tôi nghĩ trong mỗi lời nói của phu nhân đều có một bài học. Để trở thành quỷ phục dịch của loài người tôi phải nhận ra được cơ bản, của con người đã, đó là ý nghĩa của lời nói đó. Lơ ti sơ bút cầm mà trầm tư. Chắc là hắn ta cũng có ích đó. Ta biết rồi, ta sẽ thử suy nghĩ lại xem nên ngươi cứ tiếp tục nỗ lực như vậy đi. Câu nói này khiến Ergen rất sửng sốt. Thì đối với Berlin lại hết thảy vui mừng. Thật, thật sao phu nhân Lơ ti sơ? Cảm ơn người, cảm ơn người. Tôi sẽ lại điều chỉnh những thứ cơ bản tiếp. Ozen cũng nghi hoặc hỏi thật sao, phu nhân, em nghĩ rằng nếu dùng hắn theo cách này thì việc hắn trở thành quỷ phục dịch cũng không tệ. Sai hắn làm việc vặt cũng thoải mái. Ozen nắm chặt lấy bàn tay thầm nghĩ, khế ước quỷ phục dịch là lời của linh hồn. Giấy cam kết máu bị đốt cháy, mối quan hệ bây giờ của ta và phu nhân chỉ còn là mối quan hệ có thể bị chia thành một mảnh giấy nhỏ, như tờ giấy ly hôn. Nếu phu nhân ký kết linh hồn với tên đó thì mình còn không bằng cả tên đó. Ozen đùng đùng mà hét lớn trong bụng, không, không được. Mình phải bày tỏ tình cảm của mình trước khi chuyện đó xảy ra. Tối ngày hôm đó, Phu, Phu Nhân, gen ngập ngừng. Chuyện, chuyện, chuyện đó. Thực ra Phu Nhân, lơ ti sơ ngơ ngác mà hả với hỏi chờ câu nói của Ơ gen lại chuyển chủ đề. Bánh táo thì sao nhỉ? Bữa trắng nghiện ngày mai. Vào, em thích lắm. Sau đó gen lủi thủy dắt ngựa đi một cách thần thờ thì bà Alexa hỏi. Người đi đâu vào giờ này thế ạ à, thưa lãnh chúa? gen trả lời một cách hời hợt. Đi hái táo từ những kẻ tiếp cận và nhăm nhe năng lực của phu nhân đến cả những ác ma nhăm nhe khế ước linh hồn. Khắp nơi đều là đối thủ cạnh tranh. Dù mình đã hứa ly hôn, nhưng mình không biết bây giờ ly hôn có phải điều tốt nhất không nữa. Mình không muốn ly hôn với phu nhân. Nhưng, nếu mình bày tỏ tình cảm, thì sau đó, sau đó sẽ như thế nào nhỉ? Phu nhân người sẽ luôn bên cạnh mình suốt quãng thời gian còn lại. Đang trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc. Ơ ngài ngủ rồi sao? Ơ giật nảy thốt lên, phu, phu nhân, rất nhanh sau đó, Eugen từ từ mở cánh cửa ra. Không ai khác đó là Lơ Ti Sơ. Trước mặt anh là một cô gái hết sức xinh đẹp, với bộ váy nhẹ nhàng quyến rũ khiến Eugen không khỏi sững sờ. Video xin tạm dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã đón xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.